Sau hàng nhà nội địa xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy điều hòa Corona. Con này 2 triệu nóng lạnh các bác nhé. Vừa về em để số 8 này. Corona 2 triệu nóng lạnh em còn tương đối nhiều, còn vào khoảng gần chục con. Nhưng đây là một cái con đẹp em chọn ra để lên sóng với các bác. Một con phải nói là xuất sắc hoàn hảo. Vỏ nguyên bản đẹp. Mọi thứ đẹp thôi nhé. Này. Các bác lưu ý là cái dòng Corona 2 triệu nóng lạnh này nhá, thì là nó không có quạt té nước đâu nhé. Cho nên là nước nó sẽ tự động là mình phải làm ống thoát. Đấy, còn không có hệ thống tự tiêu nước đâu. Đấy là lưu ý các bác là như vậy. Con này mùa đông các bác bật sang chế độ nóng dùng vô tư thoải mái luôn. Đấy, có điều khiển từ xa đa năng nhé. Con máy đẹp xuất sắc, có hút sưởi ấm này, hút ẩm làm lạnh. Chạy rất êm, mát, khỏe. Khỏe lắm ạ. Trông máy nó to hơn hẳn nhé. Máy nó cao hơn các cái bọn này. Nó cao hơn khoảng 5 phân, chiều ngang nó cũng rộng hơn. Dòng máy này đợt này may mắn nhập được một cái lô có khá khá các bạn. Còn trước thì rất là hiếm luôn. Trước có khi cả năm cả mùa mới được 1-2 con đấy. Lần này cũng may mắn là có được gần chục chiếc để bán cho các bác. Mùa năm các bác mua máy này thì mùa đông các bạn dùng được. Có cả cổng y ông này các bạn này. Cổng y ông cũng đầy đủ nhé. Hạn Corona này chạy êm lắm, rất êm luôn. Làn như bọn này rất là đẹp. Mùa đông chạy được, mùa hè chạy được cả hút ẩm, đầy đủ tất cả tính năng. Xuất sắc thôi nhé, em khẳng định là con này đẹp xuất sắc luôn. Giá thì vẫn 4 triệu rưỡi thôi, đi kèm điều khiển đa năng. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Đẹp mỹ mãn không có gì để chê đâu ạ. Con này gió thổi rất là mạnh. Đấy, gió thổi rất là mạnh luôn ạ. Độ lạnh sâu, gió mạnh, êm.